Top 10 trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Học sinh phải đạt 8,5 điểm môn mới trúng tuyển lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngôi trường có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 cao nhất năm 2023. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 trong 108 trường. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền vẫn giữ vị trí tóc một với điểm nguyện vọng 1 là 25,5 điểm, tăng 1,25 điểm so với năm 2022 các nguyện vọng hai, ba lần lượt tranh nhau khoảng 0,25 đến 0,5 điểm. Kế tiếp là trường Trung học phổ thông Gia Định, 24,5 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, 24,25 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, 24,25 điểm, Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, 23,5 điểm. Thứ tự trong top 5 trường đã có sự thay đổi so với năm 2023 khi trường Trung học phổ thông Gia Định có điểm chuẩn xếp vị trí thứ hai, tăng 2 bậc so với năm 2022. Các trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân lần lượt giảm một bậc. Đáng chú ý, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân bứt phá từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ năm. Những cái tên quen thuộc khác trong top 10 gồm: Trung học phổ thông Phú nhuận, Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu. Nhìn chung, các trường top 10 đều tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm. Tăng cao nhất là Trung học phổ thông gia định tăng 1,5 điểm, kế tiếp là Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân tăng 1,25 điểm. Nguyên tắc xét tuyển là thí sinh đậu nguyện vọng cao nhất sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Các em nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông đã trúng tuyển từ ngày 12 đến 16 giờ ngày 26 tháng 7 nếu không sẽ bị xóa tên. Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường trung học phổ thông không nhận đơn, không giải quyết trường hợp xin đổi nguyện vọng.